Bonjour à tous, kính chào quý vị. Cho tôi xin phép bởi vì là các diễn giả có thể tự chọn ba giữa ba ngôn ngữ thì tôi sẽ phát biểu bằng tiếng Pháp hoặc là tiếng Anh cũng được. Được không? Thế thì bây giờ thì mình trước khi Olivier I'm sorry, I have to speak three languages. Le français. On va choisir le français alors. Alors, d'abord, j'aimerais remercier le comité d'organisation pour avoir pu organiser dans cette période assez délicate ce séminaire en ligne. Et je tiens également à prendre cette occasion pour remercier Emmanuel Bébel de m'avoir invité à présider cette session plénière avec Olivier Tessier. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons tout d'abord présenter Olivier. Je pense que la plupart d'entre nous le connaissons. Donc, Olivier Tissier, le directeur de l'École française d'Extrême-Orient. Est-ce que nous devons attendre pour la traduction ou j'introduis? Vas-y, je t'en prie. D'accord. Alors, Olivier Tissier va présenter pendant 45 minutes. Les méthodes et techniques d'enquête de terrain en sciences sociales. Et à la suite de cela, nous ouvrirons le floor pour les questions aux alentours pour une durée de 15 minutes, si vous êtes d'accord, Emmanuel. Donc, je vais laisser la parole à Olivier Tessier. Et encore une fois, comme l'a rappelé Emmanuel, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les écrire sur le chat et je les prendrai au fur et à mesure. À toi la parole, Olivier. Voit? Oui. On te voit, on t'entend et on voit ton PowerPoint, c'est parfait. Rồi, kính thưa quý khách, kính thưa các công nhân và các bạn và cũng là các sinh viên. Cảm ơn rất nhiều để mời tôi để tham gia tọa đàm đặc biệt là trường đại học Văn Lang và trung tâm nghiên cứu IHSEC và IUF. Tôi xin phép tôi sẽ giới thiệu bằng tiếng Pháp và em Đức ở đây. Sẽ dịch ra bằng tiếng Việt. Xin chào quý vị. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de quelques principes et techniques d'enquête en socio-anthropologie sur le terrain. Xin kính chào quý vị. Thì hôm nay tôi sẽ nói kịch bản quý vị về một vài nguyên tắc khi chúng ta đi điều tra thực địa. Alors, la première chose, c'est que l'approche spécifique en socio-anthropologie, c'est l'objectif, c'est bien de comprendre, d'avoir une compréhension pardon, du groupe social vu de l'intérieur. Et donc, pour cela, de mobiliser la subjectivité du chercheur, comme l'a expliqué Emmanuel tout à l'heure. Thì điểm đặc thù thứ nhất, đó là khi ta điều tra thực địa, điều tra địa giả, đó là chúng ta nhằm hiểu được một nhóm xã hội từ bên trong qua góc nhìn chủ quan của nhà nghiên cứu, nên phải tham gia vào cái đời sống, nó phải có cái cảm nhận và trải nghiệm như chị Emmanuel đã nói. C'est-à-dire qu'il faut comprendre en fin de compte chaque cas, chaque étude de cas spécifique pour éclairer la diversité empirique de la réalité sociale. Chúng ta phải hiểu rõ đặc điểm riêng của từng trường hợp để từ đó mà có thể làm sáng tỏ được sự đa dạng của các tình huống trong thực tế. Donc pour cela, on utilise deux méthodes principales, la méthode inductive et la méthode déductive. Alors là, en un mot, la méthode déductive, c'est de partir du général pour aller vers le particulier, c'est-à-dire essayer de comprendre la situation étudiée à partir de lois plus générales. Thì để làm được điều này thì thông thường chúng ta dùng hai phương pháp là phương pháp quy nạp và phương pháp diễn dịch. Phương pháp diễn dịch có nghĩa là chúng ta xuất phát từ những cái nguyên tắc chung
để mà chúng ta đi đến tìm hiểu những cái cụ thể. Donc, à l'inverse, la méthode inductive, c'est un petit peu l'objet en fait de l'anthropologie, c'est de partir de l'étude de cas pour essayer d'en déduire, ou en tout cas de se rapprocher de lois générales, c'est-à-dire de partir du particulier pour aller vers le général. Ngược lại, phương pháp quy nạp đó là chúng ta đi từ những cái nghiên cứu trường hợp cụ thể để từ đó chúng ta rút ra được những cái quy tắc chung, những cái quy luật chung. Alors, ces deux méthodes ne sont pas exclusives, elles sont généralement associées, en tout cas dans les recherches en socio-anthropologie de terrain. Hai phương pháp này không loại trừ lẫn nhau mà nó mang tính bổ sung cho nhau khi chúng ta đi điều tra thực địa. Alors, l'objet en fin de compte, c'est de produire des données précises, pardon, sur d'une part les pratiques sociales et les relations sociales. En fait, c'est ce que les gens font et avec qui ils le font. Mục tiêu là chúng ta tạo ra những dữ liệu có độ tin cậy. Chúng ta tức là để làm điều đó chúng ta phải làm rõ các cái mối quan hệ xã hội với các làng, có nghĩa là người ta đang làm gì và làm điều đó với ai. La deuxième possibilité, c'est de partir sur des récits de vie, d'expérience, et enfin, c'est donc s'intéresser à ce que les gens disent. Cái thứ hai là chúng ta phải quan tâm đến các cái câu chuyện trong đời sống của người dân, chúng ta quan tâm đến những gì họ nói. Et la troisième dimension, c'est la représentation, la vision du monde de la société étudiée, c'est-à-dire ce que les gens pensent. Donc, on a ce triptyque qui est ce qu'on fait, ce qu'on dit. Et ce qu'on pense. Thứ ba là chúng ta quan tâm đến cái quan điểm, cách nhìn của người đó về cái cuộc sống và về cái thế giới, tức là người ta suy nghĩ gì. Tóm lại, tức là chúng ta quan tâm đến là người ta làm gì, làm với ai, người ta nói gì và người ta nghĩ gì. Alors, ces trois aspects, en fin de compte, importants, peuvent être abordés par les entretiens, les interviews, mais ce ne sera pas suffisant. Et ça va être une des parties de la présentation que d'ouvrir un petit peu les outils possibles. Ba khía cạnh này chúng ta có thể tiếp cận được bằng cái công cụ phỏng vấn, nhưng mà công cụ phỏng vấn này vẫn chưa đủ, cho nên là tôi sẽ trình bày thêm một số cái công cụ khác bổ sung thêm. Donc, les principes en fait en anthropologie de terrain, d'une part, c'est bien sûr l'immersion dans la réalité de la société étudiée. Một số nguyên tắc của nhân học xã hội, nghĩa là điều tra điều giả, đó là chúng ta phải đắm mình vào thực tế xã hội, phải trải nghiệm cái đời sống xã hội của người dân. Observer direct, faire des observations directes des pratiques sociales, et puis tout en créant, en établissant des relations personnelles et de confiance avec les acteurs sociaux. Tiếp theo là chúng ta phải có những quan sát trực tiếp trong xã hội đó. Tiếp theo nữa là chúng ta phải có những mối thiết lập mối quan hệ cá nhân, mối quan hệ chặt chẽ và có sự tin cậy lẫn nhau với những cái chủ thể mà chúng ta quan sát. Il y a un élément très important, c'est d'adopter une vision holistique, c'est-à-dire de dire que tout est lié en fin de compte. On ne peut pas séquencer de façon artificielle les réalités telles qu'elles sont vécues par les acteurs. Và tiếp theo là chúng ta phải có một cách nhìn toàn diện. Có nghĩa là mọi việc là nó có sự gắn kết, nó liên quan với nhau chứ nó không có rời rạc. Donc, et puis dernièrement, bien sûr, penser l'étude en fait. Comme étant en fait limité dans le temps et dans l'espace. Donc, on va simplement faire une sorte de photographie à un temps donné, dans un espace donné, des réalisations, des réalités sociales étudiées. Điểm tiếp theo là cái nghiên cứu điều tra điền giả thực địa mà chúng ta làm đó, là nó có hạn chế, nó hạn chế về thời gian và hạn chế về không gian. Có nghĩa là những gì chúng ta làm, những gì chúng ta quan sát giống như là chụp một cái bức ảnh của cái xã hội ở cái chỗ đó vào một cái thời điểm đó, tạo một cái không gian đó. Alors, en fait, ce que je vais vous présenter, ça fait partie d'un cycle complet de recherche. Il est évident qu'aujourd'hui, on ne va aborder qu'un petit bout, simplement, de ce cycle complet de recherche. Thì những gì tôi đang trình bày với các bạn nó là chỉ là một phần nhỏ trong một cái quy trình nghiên cứu, thì ở đây chúng ta không có thời gian để mà nói chi tiết hết tất cả các cái bước trong quy trình này. On a une première partie, en fin de compte, qui est très bien sûr essentielle dans ce projet d'étude de recherche sur le terrain, qui est celui de la préparation, en fin de compte, de l'objet de recherche, de la méthodologie.
Ça, c'est un énorme bloc qu'on ne pourra pas aborder aujourd'hui. Ví dụ như là một phần lớn trong quy trình này đó là cái vấn đề mà chúng ta đặt vấn đề nghiên cứu chúng ta chuẩn bị cho việc đi điền giả thì ở cái điểm này chúng ta không có thời gian nhiều để nói trong đào tạo hiện nay. Donc la partie qui nous intéresse peut-être le plus, ce sont tous les outils d'enquête de terrain. Si je vais surtout me focaliser là-dessus aujourd'hui. Và cái bước tiếp theo, phần tiếp theo đó là các cái công cụ nghiên cứu khảo sát thực địa thì đây là cái chủ đề mà chúng ta quan tâm hôm nay và tôi sẽ trình bày chi tiết các công cụ. Avec bien sûr la phase de terrain et donc on ne va pas du tout aborder non plus la phase du traitement des données. Donc en fait, le rectangle bleu, ça montre un petit peu l'objet qu'on va aborder aujourd'hui. Và tiếp theo trong quy trình là chúng ta đi thực địa những việc xảy ra thực địa rồi tiếp theo là chúng ta phải về xử lý các cái dữ liệu đó, thì là hai cái công đoạn cuối này chúng ta cũng không có thời gian để nói hôm nay cho nên là chúng tôi sẽ tập trung vào cái phần các cái công cụ đó. Donc en fin de compte, on a dans les recherches anthropologiques de terrain, généralement, on mobilise quatre types d'outils. Thì khi mà chúng ta làm nghiên cứu về thực địa thì thông thường chúng ta huy động bốn loại công cụ như thế này. Alors, la première, c'est ce qu'on appelle l'observation participante. Công cụ thứ nhất đó là quan sát tham dự. La deuxième, c'est les entretiens. Donc ça, c'est des choses dont on est familier. Công cụ thứ hai là phỏng vấn. Đó là cái mà chúng ta thường làm. La troisième partie, c'est l'usage et le recours à des processus, des dispositifs de recension sur le terrain. Công cụ thứ ba, đó là chúng ta có những kỹ thuật để mà liệt kê, để thu thập các cái loại dữ liệu một cách có hệ thống. Et enfin, c'est l'usage de toutes les sources écrites qui sont extrêmement diverses, j'en dirai un mot tout à l'heure. Công cụ thứ tư là chúng ta phải sử dụng được tất cả các cái nguồn tư liệu, các cái loại tài liệu bằng văn bản. Donc la première partie, c'est donc l'observation participante. On peut distinguer deux types possibles, mais qui ne sont pas exclusifs d'immersion. Donc celle qui est de l'observation pure, où on se met en retrait et on observe la pratique. Et puis au fur et à mesure de l'insertion sur le terrain, on a une dimension qui est plus de l'interaction avec les acteurs locaux, parce qu'on devient familier en fait. Et c'est bien ça l'objet de l'immersion dans le terrain. C'est de finir par être un familier du groupe étudié. Tôi đi vào cái công cụ thứ nhất, đó là quan sát tham dự. Thì quan sát tham dự ở đây chúng ta có hai loại, tức là một là cái quan sát thuần túy thôi, có nghĩa là chúng ta đứng cách xa ra, chúng ta chỉ là quan sát thuần túy những cái hoạt động diễn ra. Cái thứ hai là quan sát mà có cái sự tương tác, tức là sau một thời gian quan sát thuần túy là chúng ta quen với lại hoàn cảnh, nó quen với người đó. Alors, à ce sujet, il y a un point très important, c'est qu'il faut rapidement, d'abord, bien sûr, avoir des traces de ces observations, que ce soit par des notes prises sur un terrain de recherche, un carnet de terrain, ou sous forme audio, vidéo, etc. Et il faut surtout, dès le départ, commencer à organiser ces données. Sinon, on va se retrouver avec des données qu'on pourrait qualifier de mortes. Điểm quan trọng khi mà chúng ta quan sát tham dự đó là chúng ta phải có ghi lại. Ghi lại có nhiều dạng, có là chúng ta ghi bằng ghi chép qua cái sổ gọi là sổ tay điền giả, hoặc là chúng ta ghi âm, hoặc là chúng ta ghi hình. Cho nên là ngay từ bước đầu tiên khi mà trước khi ghi điền giả là chúng ta phải chuẩn bị cái việc tổ chức các cái loại dữ liệu này. Tại vì nếu không, sau khi chúng này chúng ta về thì chúng ta sẽ có một lô các loại dữ liệu mà chúng ta không khai thác được thì nó sẽ trở thành là dữ liệu chép. Donc, si j'ai mis cette photo en fait sur cette slide, c'est parce que elle a été prise lors d'un atelier de terrain qu'on a organisé il y a 7-8 ans à Tamdao. Et en fin de compte, on avait bien expliqué aux étudiants de cette dimension participative. Et donc, une jeune femme a participé à ce groupe qu'on voit sur la photo. Et il y avait une situation extrêmement tendue parce qu'il y avait un projet touristique. Et donc, les paysans étaient vraiment très en colère sur ce qui était en train de se passer. Et donc, elle s'est retrouvée prise comme ça dans un conflit. Elle est partie en courant et elle a vraiment joué le jeu, en fin de compte, de l'observation. Mais quelque part, elle a été, entre guillemets, trop loin. Tôi đã cái hình này trên cái slide là muốn kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện. Đó là
hình này chụp là trong một cái khóa học về thực địa, khảo sát thực địa mà chúng tôi đã tổ chức cách đây khoảng 7-8 năm ở Tam Đảo. Để mà trong đó thì có cái đợt là đi diễn giả và dạy cho các bạn học viên là thế nào quan sát tham dự. Thì có một bạn tham dự vào cái sự kiện em, cái sự kiện mà được chụp hình ở đây, có nghĩa là vào cái tại đó là cái người dân ở cái khu vực này đó, người ta đang phản đối một cái dự án về du lịch, và bạn này là tham dự, quan sát tham dự, nhưng mà tham dự mạnh mẽ luôn, tham gia mạnh luôn cùng với người dân luôn, có nghĩa là bạn này đi quá xa so với lại yêu cầu của tham dự. Alors, il y a une... voilà. Il y a un point qui est très important, c'est la phase de pré-terrain, c'est-à-dire le terrain exploratoire. C'est vraiment le moment, en fin de compte, de prendre un petit peu la mesure de l'environnement social, mais aussi naturel, dans lequel on va être immergé pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Donc ça, c'est ce qu'on fait pour, avec chaque atelier de terrain, de formation aux enquêtes de terrain. On part avec les participants et on va faire déjà un tour, en fin de compte, du terrain. Là, à gauche, ce sont les photos qu'on a prises à Canton. Et en fin de compte, j'ai mis cette petite photo en bas à gauche parce qu'on a, en se promenant, on a vu qu'en fait, il y avait des élevages de canards. Donc, on a intégré cette dimension dans nos grilles d'enquête. C'est-à-dire qu'on a vu un nouvel élément sur lequel on n'avait pas du tout pensé au départ. Một cái bước quan trọng trước khi mà chúng ta đi điền giả thực sự đó, đó là chúng ta gọi là đi thăm dò, đi khảo sát trước, gọi là tìm điền giả. Thì cái mục đích của cái bước này là chúng ta đến quan sát tổng thể cái khu vực đó, về đặc điểm xã hội, về môi trường, về văn hóa, tất cả thứ vân vân. Đấy thì là tôi minh họa cho cái ý này ở chỗ cái hình bạn thấy là bốn bạn đang đi ghe đó. Đó. Thì đi khảo sát một vòng ở khu vực này là ở Cần Thơ. Rồi sau đó thì trong quá trình khảo sát thì thấy là người ta có nuôi vịt ở đây. Hả? Thì bắt đầu về là bắt đầu đưa cái khía cạnh nuôi vịt này vào trong cái nội dung cần phải khảo sát. Bởi vì là trước đó thì không nghĩ ra, trước khi mà đi cái đợt đi đầu tiên, tức là trước khi đi tiền điện giả thì không nghĩ ra. Sau khi đi thì thấy như vậy nên là bổ sung vào. Voilà, donc d'autres photos en fait des systèmes d'observation de terrain. Donc là on voit des systèmes d'échange de travail, etc. On ne fait pas aller trop loin là-dessus. On participe aussi directement, là ça a été le cas, à des réunions. Donc on est vraiment observateur, on regarde comment se déroule le jeu social. Donc cette dimension observation, elle est vraiment essentielle à la pratique anthropologique de terrain. Và một số hình ảnh như các bạn vừa thấy, đó là hình ảnh thực địa và hình ảnh mà đây khi chúng ta đi nghiên cứu tham gia trực tiếp luôn vào một cái cuộc họp của người dân. Đây là thực sự là một cái quan sát tham dự đó. Alors là, c'est autre chose. Donc maintenant, la deuxième partie qu'on connaît, que tout le monde connaît, c'est la partie des entretiens de terrain qu'on va mener chez l'habitant, à l'extérieur ou à l'intérieur. Tôi trình bày công cụ thứ hai là phỏng vấn. Thì phỏng vấn ở đây thì chúng ta phỏng vấn tại nhà của người dân, có thể là ở trong nhà của họ hoặc là ngoài ngôi nhà của họ. On est la partie observation n'est pas suffisante parce qu'il faut qu'on ait accès aussi au savoir, au récit de vie des acteurs, et aussi parce que c'est la possibilité d'approcher l'univers social et culturel du groupe étudié. C'est-à-dire que c'est ce qu'on va appeler le point de vue émique, c'est-à-dire celui de l'intérieur. Lý do vì sao phải có phỏng vấn là tại vì là nếu mà chúng ta quan sát tham dự thôi thì nó vẫn chưa đủ, chúng ta không có đủ thêm thông tin, chúng ta cần phải nghe các cái câu chuyện của các người dân này để mà chúng ta tìm hiểu về cái đặc điểm của họ, về các vấn đề liên quan đến xã hội, văn hóa, vân vân. Nói cụ thể là tức là chúng ta phải tìm hiểu từ bên trong. Đây là những cái quá trình phỏng vấn từ bên trong, đó là cái quan điểm từ là émique. Voilà, émique. Donc, en fin de compte, on peut avoir 3 grands types d'entretiens. Le premier, c'est l'entretien exploratoire. Donc, c'est pour se familiariser avec les questions qu'on va aborder par la suite. Un deuxième type, c'est plutôt les entretiens, ce qu'on appelle en profondeur. On a déjà déterminé un thème de recherche et on commence à avancer, en fait, sur ce thème. Et puis, le troisième, c'est ce qu'on appelle l'entretien complémentaire ou de vérification. Généralement, c'est en fin du processus. On veut vraiment valider, en fin de compte, les interprétations et les données qu'on a collectées. Có 3 loại phỏng vấn. Loại thứ nhất là chúng ta gọi là phỏng vấn thăm dò, có nghĩa là
Là phỏng vấn đầu tiên chúng ta xuống, chúng ta thử các cái câu hỏi phỏng vấn mà chúng ta đã soạn sẵn, coi nó có khớp hay không, nó có phù hợp không. Và phỏng vấn thứ hai là phỏng vấn sau, có nghĩa là khi chúng ta đã xác định được các cái chủ điểm muốn hỏi thì chúng ta xuống trò chuyện phỏng vấn rất là kỹ với những cái hậu nhân. Và lại phỏng vấn thứ ba là phỏng vấn bổ sung hay là phỏng vấn để kiểm tra lại, có nghĩa là khi gần cuối cái quá trình thực địa đó, chúng ta gặp lại, chúng ta phỏng vấn để kiểm tra lại những thông tin mà chúng ta đã thu thập được. Et donc, les entretiens sont délimités entre deux pôles différents, celui de la consultation et celui du récit. La consultation, c'est donc de demander à l'informateur de nous expliquer des pratiques, hein, de nous décrire ce qu'il fait. Et le récit, c'est vraiment ce qu'on a envie de demander en termes de parcours de vie et de sensibilité par rapport à l'événement. Donc, on est tout le temps entre ces deux pôles-là. Khi phỏng vấn thì chúng ta xoay quanh hai cái mảng chính. Một là cái hỏi thông tin đơn thuần, tức là hỏi về những cái việc người đó đang làm, cuộc sống vân vân, hiện tại. Rồi cái mảng thứ hai là hỏi về những câu chuyện về đời của người đó, cái quá trình sống, những cái quan điểm của người đó về những cái vấn đề. Thì chúng ta xoay đi xoay lại giữa hai cái mảng này. Alors, on peut avoir donc des entretiens chez les paysans ou chez les acteurs. Voilà, ça, c'est vraiment la formule classique des entretiens. Et đây là những cái cảnh phỏng vấn thường thấy trong khi chúng ta đi thực địa. Donc, il y a d'autres qui sont plus formels avec les autorités locales. Ici, c'est des réunions en groupe. Tức là có khi là ở nhà, có khi là nếu phỏng vấn các cái cán bộ thì đến cái nơi làm việc của họ, hoặc là tham gia vào các cái cuộc họp nhóm của Alors, il y a une partie qui est très intéressante, c'est l'entretien, ce qu'on appelle bord de champ, c'est-à-dire qu'en se promenant sur le terrain, on rencontre des acteurs, et là, il faut prendre le temps, en fait, de s'arrêter et de discuter directement, et de faire directement un entretien sur le terrain. Một cái loại phỏng vấn nữa mà tôi hay gọi đó là phỏng vấn bờ ruộng. Có nghĩa là khi chúng ta đi xuống thực địa, đi vòng vòng đó thì có thể là tình cờ gặp những người dân ở dưới đó. Thì chúng ta phải dừng lại, trò chuyện với họ, làm quen và từ từ hỏi thêm những vấn đề quan tâm. Par exemple, le paysan qui est la photo du paysan qui est en haut à gauche, au départ, c'était juste une question. On voulait simplement appeler, savoir ce qu'il faisait comme plantation, comme culture. On a passé 2 heures. Parce que c'est comme ça, parce qu'on a commencé à discuter, ça a pris une forme très, très informelle, et surtout très intéressée par ce qu'il faisait. Et donc, il faut vraiment se donner la possibilité de s'arrêter et d'aller sur le terrain, d'aller voir les gens, dans ce qu'on appelle dans le champ. Cái hình trên cùng bên tay trái đó, là hình của bác nông dân đó, thì là cái tình huống nó xảy ra là chúng tôi đi và tình cờ gặp thôi. Thì lúc đầu chỉ hỏi một câu vui, hỏi câu như là bác đang làm cái gì thôi. Nhưng mà lần sau câu hỏi đó thì bắt đầu hỏi tiếp và trò chuyện thì kéo đến 2 tiếng đồng hồ. Có nghĩa là chúng ta luôn luôn phải dành cái tâm thế và dành cái thời gian để mà khi gặp những cái tình huống như vậy thì chúng ta có thể là dừng lại, chúng ta quan tâm, chúng ta hỏi thăm, chúng ta khai thác cái thông tin. Là autre cas, il était très rapide. Non, c'est trop, ça va être trop long. Mais voilà, donc on a rencontré ces gens sur le bord également d'un canal d'irrigation. Thì như khi mà đi khảo sát thực địa về các cái kênh thì cũng là có những tình huống là gặp người dân ở ven kênh như thế này và cũng trò chuyện với họ. Alors, en fin de compte, on peut schématiquement distinguer en fait une gradation dans les différents types d'entretiens. Thì chúng ta có thể phân biệt được các cái mức độ trong các cái loại phỏng vấn. De celle à gauche qui est totalement la discussion informelle, à droite qui est celui du questionnaire, c'est-à-dire de l'enquête fermée. Tức là từ hai thái cực, một thái cực một bên là coi như là nói chuyện tự do, nó thoải mái. Đến một cái thái cực bên kia, đó là một phỏng vấn rất là chặt chẽ với một cái bảng câu hỏi chi tiết cụ thể. Alors, l'objet n'est surtout pas de dire qu'il y en a une meilleure que l'autre, hein, simplement de montrer qu'il y a une grande diversité possible d'interaction avec les acteurs. Et donc, en socio-anthropologie, on est plutôt dans ce qu'on appelle l'entretien semi-dirigé, c'est-à-dire ce qui est au milieu. Mục tiêu trình bày cái này là để không phải nói là cái công cụ, tức là không nói cái kiểu phỏng vấn thảo luận tự do thì tốt hơn là kiểu phỏng vấn mà có phải câu hỏi phải như vậy, mà muốn cho chúng ta thấy là có rất là nhiều cái tình huống, cái hoàn cảnh, các cái mức độ khác nhau. Và khi mà chúng ta đi thực địa thì thông thường
cách mà chúng ta dùng hay dùng nhất đó là phỏng vấn bán định hướng, có nghĩa là ở giữa giữa một bên là thảo luận tự do mà một bên là bạn câu hỏi chặt chẽ. Dans le cadre donc de ces entretiens semi-dirigés, on prépare des grilles d'enquête qui sont ce qu'on appelle des pense-belles, c'est-à-dire une liste de questions ou de thèmes qu'on aimerait aborder. Ce n'est pas du tout une liste exhaustive des questions qu'on doit poser, et si on ne les pose pas toutes, ça n'a pas d'importance. Donc en fin de compte, c'est ça qui est un peu difficile, c'est d'avoir un cadre de questions en étant très souple avec ces questions et de se laisser entraîner par le flot en fait, des explications de l'interviewé. Thì khi mà chúng ta làm cái phỏng vấn bán định hướng thì ở nhà chúng ta chuẩn bị một cái gọi là cái khung sườn thôi, khung sườn các cái câu hỏi mở thôi. Đó là những cái ý tưởng mà chúng ta mong muốn hỏi, những điều chúng ta cứ liệt kê đó ra. Và khi mà chúng ta xuống chúng ta trò chuyện á, phỏng vấn á, thì lỡ mà có hỏi không hết đầy đủ những câu hỏi chúng ta đã chuẩn bị thì cũng không sao. Nếu mà chúng ta hỏi và nghe người ta kể rồi mình cứ đi tiếp theo theo cái câu chuyện của họ, có thể là mình nghe ý ra các câu hỏi khác bổ sung thêm, cứ như vậy mình theo suốt cái câu chuyện đó. Donc la troisième grande forme d'outil d'enquête de terrain, c'est toute la partie recension de données. Tôi nói về cái công cụ thứ ba, đó là các cái công cụ mà chúng ta dùng để thống kê thu thập dữ liệu. C'est-à-dire que parallèlement aux données EMIC, donc qui sont produites par lors des entretiens et des observations de terrain, le chercheur va construire ses propres dispositifs d'enquête avec une finalité plus quantitative. Có nghĩa là ngoài cái việc mà chúng ta đi phỏng vấn, tức là thu thập những cái dữ liệu mà gọi là dữ liệu EMIC, có nghĩa là dữ liệu từ thực địa, thì chúng ta phải bổ sung thêm bằng các cái công cụ khác, các cái gì thống kê, các phương pháp thống kê ghi nhận phân tích để mà chúng ta mang cái tính định lượng hơn. Par exemple, ça c'est des généalogies familiales que j'ai faites sur un terrain, et donc on peut les faire vivre en fin de compte, ces généalogies. Elles sont porteuses d'informations. Ví dụ như đây là cái sơ đồ gia phả mà chúng ta đã làm khi mà chúng ta đi thực địa, và bản thân nó cũng là một cái nguồn tư liệu rất là vui. Par exemple ici, les croix en fait, ce sont les catholiques, et on voit que le mariage avec un homme catholique entraîne souvent la conversion au catholicisme du conjoint. Généralement, c'est une femme qui devient catholique. Ví dụ như trên cái sơ đồ này đó, tôi đánh dấu chữ thập, có nghĩa là cái người chồng á là theo đạo. Thì thông thường chúng ta sẽ thấy qua cái kết quả này, thấy là khi mà người chồng theo đạo cưới vợ thì người vợ cũng là chuyển đổi theo và cũng theo đạo giống như người chồng. Alors autre usage possible, c'est de croiser ces généalogies avec le cadastre. Par exemple ici, on a des regroupements familiaux entre les descendants et le père. Donc c'est une organisation spatiale. Donc ce sont des outils qu'on peut croiser entre eux et qui ne sont pas dépendants en fin de compte de l'entretien et des dires des membres de la société étudiée. Cách dùng thứ hai là chúng ta có cái sơ đồ này về các cái về gia đình đó, cái gia đình cái phá hại chúng ta đối chiếu nó, ghép nó, chồng nó lên cái bản đồ thực địa của và bản đồ của làng đó, cái nơi chúng ta nghiên cứu để chúng ta có sự kết hợp với thông tin. Đây là những cái cách mà chúng ta kết hợp thông tin mà nó không phụ thuộc vào những cái nội dung mà chúng ta đi khảo sát phỏng vấn. Alors ça par exemple c'est des groupes simples. Après, on peut arriver à des groupes beaucoup plus compliqués. Là, c'est un lignage. Et donc là, j'ai essayé de repérer dans l'espace villageois comment ils étaient installés et comment ils avaient accès au foncier. C'est-à-dire que ces outils de recension permettent en fait, une fois de plus, d'aborder de la donnée qu'on n'aura pas lors d'entretiens d'observation de terrain. Xem ra là họ phân bổ nó như thế nào, trên cái địa bàn mà tôi nghiên cứu. Tức là tóm lại là đây là những cái công cụ thống kê, công cụ phân tích mà chúng ta có thể sử dụng để từ đó rút ra được những cái thông tin mà chúng ta có thể là không có được khi mà chúng ta phỏng vấn ở trên thực địa. Donc la quatrième forme de production de données sur le terrain,
Bien sûr, c'est tout ce qui est la littérature, en tout cas toutes les sources écrites. Là, công cụ thứ tư mà chúng ta dùng đó là tất cả các cái loại tư liệu bằng văn bản. Donc, ça peut être bien sûr la littérature scientifique, ça, il faut la lire. Ce qu'on appelle littérature grise, c'est-à-dire les rapports, les évaluations, la presse, les archives, notamment pour les historiens, et puis toutes les productions écrites locales, ça peut être des cahiers d'écoliers, des lettres, des comptes, tout simplement, des comptes budgétaires. Các cái loại tài liệu văn bản này rất là đa dạng ha, tức là từ những cái tài liệu như là các cái báo cáo, rồi các bài báo, rồi các cái tài liệu nằm ở trong kho lưu trữ, rồi thậm chí là những tài liệu mà chúng ta gặp ở nhà người dân thôi, tức là những cái thư từ của họ khi mà họ trao đổi với người khác, hay là những cái họ viết về các cái sổ thu chi trong nhà, đúng không? Đó là tất cả những cái mà chúng ta phải thu thập được. Donc voilà, donc on a des archives, on a de la littérature scientifique, on a des rapports gris, enfin ici Banhren. Donc en fin de compte, on a énormément de sources possibles. Ví dụ một số các loại tài liệu ha, tức là từ bài báo, từ văn bản pháp luật, rồi có cái bằng khen, cái giấy chứng nhận, vân vân, thì chúng ta đều có thể sử dụng được. Donc, ah oui, dernier élément que j'avais oublié, c'est qu'il faudrait, il faut quand même après les journées, faire une synthèse des données, des notes qu'on a prises. Il ne faut surtout pas se laisser aller et se retrouver au bout de 15 jours ou 3 semaines avec une masse de données qui n'ont pas été mises en forme et qu'en fin de compte, donc on va perdre une bonne partie. Donc, c'est très banal ce que je dis, mais c'est une contrainte à s'imposer. Tous les jours, en tout cas régulièrement, de mettre au propre ces données et de commencer à les classer et à les encoder. Một cái quan trọng đó là khi mà chúng ta đi thực địa một ngày về, đi một ngày về thì phải ngồi lại với nhau để mà tổng hợp thông tin, tổng hợp dữ liệu đã thu thập được, sắp xếp tổng hợp các dữ liệu trong ngày đó. Tại vì nếu mà chúng ta không làm công việc này mỗi ngày, chúng ta để 2 tuần mới làm, thì đến lúc đó thì mình sẽ quá nhiều thông tin. Và không biết tổng hợp thế nào, và không biết xử lý thế nào sơ bộ, và nó sẽ dẫn đến là mất rất là nhiều dữ liệu. Thì cái này có vẻ như là nói nghe rất là bình thường, thế nhưng mà quan trọng lắm, tức là bắt buộc là chúng ta phải dành thời gian cuối ngày để làm công việc này, gọi là làm sạch dữ liệu và cấu trúc sắp xếp lại cái dữ liệu một cách hệ thống. Donc les deux photos, c'est des séances de débrief collectif qu'on organise lors des ateliers de formation aux enquêtes de terrain, et là on voit que souvent le soir tout le monde veut parler, en fait, il y a vraiment besoin de ce temps en fait, d'échange et d'organisation des données. Thì hai hình mà chụp là cuối ngày khi mà đi thực địa về. Cái này chúng tôi tổ chức cái khóa tập huấn về thực địa cho các bạn. Đi thực địa về ngồi lại với nhau và mọi người được nói để mà tổng hợp lại những thông tin mình đã thu thập được. Donc, juste quelques idées sur les principes de... Pardon, sur les principes en fait méthodologiques. Bây giờ tôi nói về một số các nguyên tắc liên quan đến phương pháp luận. Donc j'ai déjà parlé de cette idée du EMIC, qui sont les systèmes de pensée locaux endogènes, et éthique, ce qui est plutôt la vision en fin de compte du chercheur. Donc on a cette opposition permanente entre EMIC et éthique. Cái thứ nhất đó là cái cặp đó là giữa cái EMIC và ethic mà nãy tôi có nói, tức là EMIC là những cái suy nghĩ, những thông tin, những cái quan sát mà chúng ta ghi nhận được ở thực địa, tức là từ bên trong, và cái ethic là cái suy nghĩ, cái đánh giá, cái nhận xét của nhà nghiên cứu, tức là từ bên ngoài. Nghĩa là trong quá trình thực địa chúng ta luôn luôn có cái sự tương tác giữa cái ethic với lại cái EMIC này. Et donc il faut absolument essayer de maîtriser, ou en tout cas d'être conscient de cette réalité, donc du point de vue émique et éthique, parce que autrement ça peut altérer de façon importante en fait le travail de recherche et les entretiens. Alors en premier lieu, parce qu'il est très difficile pour un acteur à qui on l'enquête d'expliquer son quotidien, ses pratiques, ses croyances. Chúng ta phải luôn luôn chú ý đến hai điểm này. Cái sự tương tác giữa ethic với emic, bởi vì nó sẽ có ảnh hưởng lớn đến quá trình mà chúng ta nghiên cứu, quá trình chúng ta hợp tác thực tiễn.
về cái em biết á, thì chúng ta biết là nhiều khi cái người ở trong thực địa người ta sống với lại những cái quan niệm đó, người ta sống cuộc sống nó có đôi khi có thể người ta gặp khó khăn, nhưng mà người ta diễn đạt, người ta nói kể về những cái điều người ta đã trải qua. Et puis d'autre part, parce que le chercheur, en fin de compte, de façon consciente ou inconsciente, exerce une influence importante sur le processus d'enquête. Ne serait-ce que parce que c'est lui qui choisit les questions et c'est lui qui oriente, en fin de compte, le savoir collecté. Và cái tức là nhiều khi là người nhà nghiên cứu với các kiến thức với quan niệm suy nghĩ của mình lại vô tình đưa vào trong cái quá trình trao đổi thảo luận và định hướng và gắn ghép vào cái cuộc trò chuyện đó. Đó thì cái chuyện này nó hiện cụ thể nhất là đầu tiên là việc mà nhà nghiên cứu người ta đã đưa ra đã định hướng sẵn một số câu hỏi này. Đó là sau đó người ta góp ý thêm nhận định riêng của mình vào các phỏng vấn nữa. Par exemple, cette dame essayait de nous expliquer quelque chose. Ça, c'était à Danone, je crois qu'on travaillait sur le biogaz, sur le système de biogaz au niveau local. Et donc, on n'arrivait pas à se comprendre. Elle a fini par prendre un cahier et à dessiner, en fin de compte, le dispositif. Je ne vous garantis pas qu'on a mieux compris, mais en fin de compte, donc, il y avait ce besoin d'avoir une médiation entre le savoir local et la recherche. Đây là cái ví dụ mà nói về cái EMIC, nó là trong cái khóa học thực địa ở Đà Nẵng đấy, khi chúng ta nghiên cứu về cái bioga thì xuống phỏng vấn một người người này thì là họ gặp khó khăn với lại khó khăn trong việc là diễn tả thế nào cái mô hình bioga, cho nên là họ sẽ dùng cái cách là vẽ ra đó thì sẽ giúp giải thích, có thể là có nhiều khi vẽ ra cũng không giúp mình rõ hơn, nhưng mà cố gắng người dân người ta cố gắng thể hiện trình bày những cái người ta hiểu quan sát thì mình theo cái đó, và trong cái chú ý là trong cái quá trình thực địa là luôn luôn có sự tương tác giữa EMIC với ETIC. Alors, la démonstration de ça, bien sûr, c'est ce qu'on appelle le passage de la question de bureau du chercheur à la question de terrain. Et là, c'est une démonstration parfaite de l'opposition, enfin, en tout cas, il ne faut pas que les opposer, mais disons, de réalité d'un point de vue émique et d'un point de vue éthique. Điểm tiếp theo các bạn cần chú ý đó là việc mà chuyển từ cái câu hỏi gọi là trong 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 văn phòng hay là câu hỏi của nhà nghiên cứu, câu hỏi trong phòng nghiên cứu sang những cái câu hỏi mà mình có thể trò chuyện được với người dân. Thì cái đây là cũng là cái minh họa cho cái tương tác giữa cái EMIC với lại cái ETIC. Alors, la question du chercheur, c'est quelle est votre conception du paysage? Si on pose cette question comme ça à un paysan ou à n'importe quel acteur, que répondre à ça? Alors que c'est bien la question du chercheur qui se pose. Donc il va falloir commencer à décomposer cette question avec des éléments qui font sens dans le monde de la personne interviewée. Tôi lấy ví dụ ha, đó là câu hỏi của nhà nghiên cứu là bạn quan niệm thế nào về quan cảnh đó, rõ ràng là nhà nghiên cứu là hỏi như thế, nhưng mà khi mà hỏi một câu hỏi này với người dân hoặc là những người ở dưới thì người ta sẽ, các bạn tưởng tượng người ta sẽ trả lời thế nào, đó rất là khó, cho nên là mình phải biết cách phân rã cái câu hỏi nghiên cứu của mình, câu hỏi của nhà nghiên cứu thành những cái câu hỏi nhỏ, những câu hỏi có thể trò chuyện được với người dân, những câu hỏi mà có ý nghĩa đối với người dân, người ta dễ trả lời. Il y a une façon assez empirique de s'apercevoir de ça, c'est de retourner cette question et de se poser à soi-même cette question. Et de se dire, mais moi, qu'est-ce que je pourrais bien répondre si on me pose cette question-là? Et généralement, on s'aperçoit qu'on ne pourra rien répondre parce que c'est beaucoup trop vaste et qu'il va falloir organiser, découper pour atteindre en fait un enchaînement de questions qui donne des résultats probants. Cái cách mà để phân rã câu hỏi từ nhà nghiên cứu sang cái câu hỏi mà có thể trò chuyện được đó, đó là đầu tiên là tự nhà nghiên cứu tự mình phải đặt cái câu hỏi này của nhà nghiên cứu với chính mình, có nghĩa là đặt câu hỏi đó ra xem mình có thể trả lời được hay không. Thì nếu mình cảm thấy mình không trả lời được thì rõ ràng là người ta sẽ không trả lời được, cho nên mình phải chia nhỏ nó ra, phân rã phải làm thế nào đó thành những câu hỏi nó cụ thể để người ta trả lời. C'est pour ça qu'en fait, on a trois grandes situations où on a des réponses qui sont insatisfaisantes. Pardon. D'une part, la question est sensible, donc on a été trop direct et ça crée une gêne. Autrement, elle est sans importance pour la personne. Ou troisième cas de figure, en fait, elle est mal comprise parce qu'on l'a mal posée.
Donc, on voit souvent, lorsqu'on fait un entretien, la gêne, ou en tout cas l'incompréhension. Généralement, c'est parce qu'on a mal posé une question. Và như vậy thì nó dẫn đến cái tình huống mà chúng ta có thể gặp khi mà chúng ta phỏng vấn, nó là có ba loại câu hỏi mà chúng ta khi mà chúng ta đặt ra thì chúng ta thấy là một là câu hỏi là chúng ta hỏi nó quá nhạy cảm hoặc là quá trực tiếp thì người ta rất là hay nói rất là khó trả lời. Cái dạng câu hỏi thứ hai là chúng ta hỏi mà cái câu hỏi đó nó không quan trọng, không có ý nghĩa đối với lại người trả lời, người ta cũng không muốn trả lời, trả lời cho qua. Và dạng thứ ba là những câu hỏi khó hiểu đối với chúng ta đặt ra nhưng mà người ta quá trừu tượng hay trừu trung làm cho người ta khó hiểu và khó trả lời. Olivier, oui. Est-ce que je peux te, ouais. me permettre de te rappeler encore 5 minutes, ça t'ira? Je vais être un peu juste. D'accord. Ok, comme ça nous aurons le temps de discuter après. Donc 5 minutes? 7, ok, parfait. Ok, bon, je vais aller plus vite alors. Donc deuxième partie, donc deuxième principe méthodologique, c'est ce qu'on appelle l'analyse des discours. Nguyên tắc thứ hai về phương pháp luận đó là nguyên tắc về phân tích cái diễn ngôn, phân tích cái lời nói của người ta, phân tích nội dung người ta nói. Donc l'idée c'est bien d'essayer de comprendre la représentation d'un objet n'importe lequel par un individu. Tức là chúng ta phải hiểu được hoặc là cái người đó người ta quan sát cái chuyện đó thế nào, người ta nhận định, người ta hiểu về cái chuyện đó thế nào. Alors il est évident que cette interrogation n'est pas objective en tant que telle, puisque d'une part l'acteur a un discours qui n'est jamais seul, isolé. Il est en relation, bien sûr, avec l'environnement avec lequel il agit. Et puis, deuxième point, c'est que le discours n'est jamais neutre. On est toujours dans une interaction, et des stratégies individuelles. Donc, il ne faut pas imaginer que le discours, ça reflète exactement les conditions sociales, économiques ou culturelles de la personne. Đó là cụ thể là gì, là chúng ta biết nguyên tắc, tức là những cái phát biểu của người ta, những cái phát ngôn của người ta là không bao giờ là khách quan đâu. Thứ nhất, lý do vì sao là vì một là khi người đó phát ngôn là người ta nhận định về một cái chuyện gì đó thì là người ta đã bị ảnh hưởng của cái môi trường xung quanh này, ảnh hưởng của những ý kiến xung quanh, người ta đã được nghe nói, người ta đã được tiếp nhận vân vân. Cái thứ hai, lý do thứ hai là khi cái người ta phát ngôn, người ta nhận định về chuyện đó thì là người ta có cái ý muốn chủ quan của người ta đối với cái chuyện đó. Cho nên là rõ ràng chúng ta không thể nào nghĩ được là một cái phát ngôn, một cái nhận định của một người dân về một cái tình huống, một sự kiện nào đó là họ hoàn khách quan. Alors voilà, en un mot, un schéma, il faut que j'aille vite, ce qu'on appelle une analyse de discours. Là, c'était au sujet simplement de la production par les groupes paysans de semences améliorées de riz au niveau local. Et en fait, on voit ces groupes d'acteurs, ils ont des éléments en commun que tout le monde dit. Et puis après, suivant le jeu des groupes d'acteurs, on a un discours différent. Là, la question, c'est bien quel est l'intérêt de produire de la semence localement? Et on commence à avoir une palette de réponses qui sont, une, c'est super bien. Et puis après, au deuxième niveau, on commence à avoir différentes visions. Et à la troisième, on a encore plus de différences d'appréciation de la réalité. Donc c'est ça le discours et l'analyse du discours. Lấy ví dụ cụ thể là ví dụ như hỏi người ta về cái lợi ích của cái việc sản xuất lúa giống, thì các cái nhóm xã hội người ta đều dĩ nhiên là cái mức độ chung á, đầu tiên là người ta sẽ nhận định là đây là có ích. Nhưng khi chúng ta đi hỏi vào sâu vào từng cái nhóm thì là nó sẽ thấy, chúng ta sẽ thấy rất là nhiều loại lợi ích khác nhau của các cái nhóm đó. Voilà, donc pour aller vraiment vite maintenant, donc l'idée par rapport à l'analyse de discours, c'est d'essayer de l'objectivité, avec des systèmes de recension. On a parlé tout à l'heure. Đây thì để mà tìm một cách khách quan hơn, tức là tạo ra cái sự khách quan hơn trong những cái nội dung mà chúng ta tập về, chúng ta sử dụng các cái công cụ, cái ma trận phân tích này để chúng ta đưa ra. Voilà, donc ça c'était sur la même enquête. Bon, c'est pas grave. Et puis le dernier point, puis après ce sera la conclusion, ça ira. Tu as nói về một điểm cuối cùng nữa rồi trước khi tôi nghĩ đến phần kết luận. Alors, c'est vraiment la combinaison des données. Điểm cuối cùng đó là chúng ta kết hợp các cái loại dữ liệu khác nhau. Alors, on a d'abord au niveau des jeux d'échelle d'observation, qu'elles soient spatiales ou temporelles.
Donc, vraiment essayer de croiser les données qu'on récupère à différents niveaux. Pardon. Nhưng mà chúng ta kết hợp các cái loại dữ liệu ở nhiều cái cấp độ khác nhau, ở nhiều cái thời điểm khác nhau, như là ở các cái khu vực, các không gian khác nhau. Le deuxième grand principe, ce qu'on appelle la triangulation, c'est-à-dire il faut recouper ces données. Alors ça, c'est valable dans une enquête policière. Hein, généralement, on ne met pas quelqu'un en prison si on n'a pas croisé les données. Et bien, en anthropologie, ou en ethnologie, et en sociologie, en sciences sociales en général, il faut absolument croiser ces données. Nguyên tắc là chúng ta phải đối chiếu, so sánh, kết hợp các loại dữ liệu với nhau. Ví dụ như là trong điều tra hình sự vậy, tức là chúng ta không phải là quy tội một người mà dựa trên dữ liệu của một phía, mà chúng ta phải đối chiếu dữ liệu của nhiều phía, của nhiều bên để chúng ta rút ra. En clair, une personne n'est pas détenteur de l'ensemble de la culture ou de la connaissance d'un groupe donné. Hein, donc, il faut absolument croiser les données. Tức là, nguyên tắc là biết một người là không thể là có cái nhìn bao quát hết, đầy đủ hết về tất cả các vấn đề, những cái khía cạnh trong một cái nhóm xã hội. Cho nên chúng ta phải đối chiếu cái dữ liệu thu thập từ những người đó với lại từ những người khác, cái quan điểm của những người khác. Alors ça, c'est du bon sens. C'est pas facile à faire sur le terrain, mais c'est vrai, effectivement, tout le monde comprend qu'il faut croiser. Maintenant, il faut se donner les moyens et les techniques pour pouvoir accéder à différents types d'informations sur un même objet de recherche. Thì ai cũng biết là sẽ cần thiết phải là kết hợp phối hợp đối chiếu các dữ kiện này, nhưng mà chúng ta phải có những cái công cụ để mà chúng ta kết hợp phối hợp đó với nhau. Dernier point, et c'est la conclusion. C'est celui de la saturation. Quand est-ce qu'on arrête une enquête sur le terrain? Và điểm tiếp theo là chúng ta phải nhận biết là khi nào thì chúng ta đạt đến mức độ bão hòa về dữ liệu khi mà chúng ta đi thực địa. Parce que par définition, une enquête de terrain, c'est jamais fini. Ça peut être reconduit éternellement. Một cái đợt của thực địa đó, theo định nghĩa là không bao giờ kết thúc, chúng ta có thể đi hết đợt này đến đợt khác, đi hoài cũng được. Donc, eh ben, c'est généralement de façon empirique, c'est quand on a l'impression que les entretiens ou les nouvelles recherches n'apportent pas vraiment d'éléments nouveaux par rapport à ce qu'on sait déjà. Donc, il faut savoir s'arrêter. Và cái cách mà chúng ta biết là đạt đến mức bão hòa, đó là khi mà chúng ta xuống thực địa, quan sát, chúng ta phỏng vấn trò chuyện với người dân, mà thấy là không còn cái gì mới nữa so với là những gì chúng ta đã biết, đã nghe nói, đã được kể, thì đó là đến lúc mà bão hòa thông tin. Alors, pour faire juste une synthèse de ce qu'on a dit, on distingue bien donc la méthodologie des outils de recherche. Et là, je voulais vous présenter en une minute une procédure méthodologique que j'ai employée lors d'une étude sur les migrations dans le delta du fleuve Rouge. Et on va voir nos différents outils qui vont commencer à s'organiser. Et à ce moment-là, je vais vous faire une các cái công cụ, các cái bước mà chúng tôi thực hiện áp dụng trong những cái khảo sát về thực địa, nên trong cái khảo sát nghiên cứu thực địa mà tôi đã làm ở bằng sông Hồng. Donc la première chose, c'est la partie vraiment entretien. Donc on a déjà fait deux blocs, des analyses du discours pour les migrants, donc sur le lieu d'arrivée ou sur le lieu de départ, et puis avec le groupe des non-migrants. Thì đây là cái nghiên cứu khảo sát về cái di cư của người dân, thì chia làm tôi làm một cái bước, đó là phỏng vấn trò chuyện với những người mà di cư, tức là những người đi khỏi cái nơi đó, và phỏng vấn là trò chuyện với những người mà không đi vẫn còn ở lại. Ça veut, ce qui veut dire que c'est bien l'objet de recherche, le thème abordé, qui organise les groupes d'acteurs. Les groupes d'acteurs, ils n'existent que par rapport à une donnée, par rapport à une étude donnée. Par définition, ils sont évolutifs. Tức là khi mà chúng ta có cái chủ đề nghiên cứu, cái nội dung nghiên cứu, thì chúng ta mới xác định được các cái nhóm đối tượng nghiên cứu. Par exemple, dans les ceux qui les non migrants, on pouvait encore diviser en sous-groupes. Il y a ceux qui veulent pas y aller, ceux qui sont critiques, qui sont très critiques par rapport à la pratique. Ceux qui aimeraient bien, mais qui n'ont pas les moyens. Donc, on voit tout le juge social qui est à l'intérieur d'un groupe donné. Ví dụ như cái chủ đề của tôi, đó là nghiên cứu về di cư, thì từ đó tôi mới xác định được có hai nhóm đối tượng lớn, nhóm những người không di cư và nhóm những người di cư.
Và trong cái nhóm mà những người mà không di cư đó thì có phải có những cái nhóm nhỏ trong đó, ví dụ như là cái nhóm những người mà không muốn đi, cái nhóm tiếp theo là những người mà muốn đi nhưng mà người ta không có điều kiện để đi. Alors, deuxième outil qu'on a vu, là c'est le travail de recension. Donc, essayer d'appréhender de façon quantitative le phénomène au niveau d'un quartier, d'un village, etc. Tiếp theo là chúng ta phải có những cái phân tích xác định mang tính định tính ở một cái khu vực. On a ici après une grande phase de synthèse et d'analyse où on croise les données qu'on obtenait avec les migrants, les non-migrants et notre approche quantitative. Rồi chúng ta đến mức là phải tổng hợp thông tin, phải đối chiếu, phân tích các thông tin giữa các nhóm với nhau, ví dụ như là đối chiếu thông tin từ những nhóm mà không di cư với là những thông tin từ cái nhóm di cư. On repart sur le terrain, ça c'est la dernière phase, puisqu'on a maintenant, on a le discours, ce qu'on nous a dit, la vision normative de la migration, et puis les données qu'on a récupérées par l'enquête quantitative. On retourne sur le terrain et on va voir les gens, on leur dit, mais c'est pas vraiment ce que vous m'avez expliqué, en fait. C'est pas aussi simple que ça. Ou alors, donc on essaie de confronter la vision normative, générique, qui nous est donnée au départ par l'interviewé, et par nos propres données ensuite. Donc c'est bien joué sur la réalité et la dimension normative. Il ne s'agit pas d'accuser, pardon, la personne de nous avoir menti. Hein? C'est bien de voir la différence qu'il y a toujours entre le discours et les réalités. Rồi tiếp theo là sau khi chúng ta đã tổng hợp đối chiếu của thông tin đó và kết hợp với lại những cái tài liệu, những cái liệu khác, tài liệu văn bản những cái chúng ta có được vào cái nhận định về 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 cái tình hình di cư này, mà chúng ta có cái đó, và từ những cái kết quả phỏng vấn ban đầu chúng ta tổng hợp lại, chúng ta có được sơ bộ một số đặc điểm về cái tình hình di cư này, và chúng ta mới quay trở lại thực địa gặp những người mà chúng ta đã phỏng vấn như này, chúng ta trò chuyện sâu thêm với họ để thấy sự khác biệt. Tại vì là những báo cáo nói là nó không phải là đơn giản như vậy, cái chuyện di cư nó không phải đơn giản mà nó phức tạp hơn rất nhiều, thì chúng ta phải trò chuyện sâu thêm với họ. Nếu như ở đây không phải là xuống để nói là ông nói thế này không phải, mà là chúng ta phải khai thác cái sự khác biệt giữa cái nhìn nhận của người đó với là những cái thông tin mà chúng ta tổng hợp được. Voilà, puis après c'est la synthèse finale. Rồi C'est fini? xong rồi, Une minute. m'en fous nữa. Écoute, tu peux, Olivier, il n'y a aucun problème, Ok, j'ai n'hésite presque pas. fini en fait. Ça sent moi, ça va. Vas-y. Donc, la première chose, c'est que je voulais dire qu'il faut se rappeler que toute enquête est spécifique. On ne peut pas donner de recettes. Hein, le rêve, ce serait qu'on puisse donner des recettes d'enquête de terrain comme ça, et puis qu'on puisse les appliquer. Toute enquête, c'est le résultat vraiment d'une construction originale par rapport à son objet, sa méthodologie de recherche. Les outils dont je viens de parler sont au service de la méthodologie et pas le contraire. Đi phần kết luận thì đầu tiên, thứ nhất là chúng ta phải nhận định cái này là không có một cái công thức chung nào hết cho cái khảo sát thực địa của mình giả. Mỗi một cuộc khảo sát, mỗi một đơn vị thực địa đó là một cái cuộc riêng biệt, đặt có đặc điểm riêng, và nó phụ thuộc vào cái nội dung chúng ta muốn nghiên cứu, phụ thuộc vào cái phương pháp chúng ta muốn nghiên cứu, vân vân. Tức là không có công thức để mà cái áp dụng cái nghiên cứu thực địa. Et le deuxième point, et c'est fini, vraiment, c'est bien l'illusion de la neutralité, c'est-à-dire que le choix de nos sources ne sont jamais univoques. Đặc điểm thứ hai, kết luận thứ hai đó là không bao giờ là có cái tính khách quan cả, không bao giờ là cái tính trung lập cả. Donc, d'une part, parce qu'il n'y a pas du tout d'objectivité possible, d'une part, parce que le choix de la pertinence de tel ou tel ensemble de données dans l'analyse n'existe pas, pardon, en dehors du chercheur et de son cadre conceptuel. Lý do vì sao không giờ có cái khách quan đó là tại vì là một là từ cái việc mà lựa chọn cái nội dung, lựa chọn cái nội dung nghiên cứu, nội dung phân tích thì nó đã phụ thuộc vào cách nhìn chủ quan của nhà nghiên cứu rồi. Et puis le deuxième point, c'est parce qu'en fait, tout raisonnement transforme inévitablement les faits en les codant. Và cái lý do thứ hai là mọi cái lập luận, mọi cái lý giải là đều làm biến đổi, thay đổi cái thực tế đó bằng cách người ta đã phân tích nó ra, người ta đã chia nhỏ ra, người ta đã cắt nó ra.
Quand on dit qu'on va collecter des données brutes sur le terrain, malgré toute votre volonté, ce ne sont pas des données brutes. Ce n'est pas possible. Khi mà chúng ta nói là tôi cố gắng đi xuống thực địa để mà chúng ta thu thập dữ liệu thô, thì thực ra không có thô tí nào cả. Nên cho mặc dù chúng ta có cố gắng đến mấy. Parce que en fin de compte, l'élaboration de la problématique de recherche, des axes de recherche et de la méthodologie, c'est elle qui guide en fait la nature des sources et des données qu'on va collecter. Et on les encode. Donc on met des codes et on va les séparer de façon artificielle. Vì sao? Bởi vì là nói chúng ta đã nói chúng ta định hướng nghiên cứu, chúng ta xác định cái đối tượng nghiên cứu, nội dung nghiên cứu. Thì nó đã không còn khi với những cái đó thì chúng ta cũng thu thập dữ liệu theo những cái hướng mà chúng ta đã xác định thì không còn ở cô hàng nữa rồi. Et bon voilà, et donc quand même faire du terrain c'est une super expérience. On fait du terrain, c'est-à-dire l'enquête, mais on fait aussi du terrain parce que c'est un vrai cheminement personnel. Donc c'est une vraie école de vie, faire du terrain à long terme. Voilà, je vous remercie. Nhưng mà làm sao thì đi thực địa nó vẫn là có những cái thú vị của nó, đó là giống như trường học thực địa, một trường học thực tế, chúng ta cứ đi vào đó sẽ tiếp thu học được rất là nhiều điều. Xin cảm ơn sự chú lắng nghe của các bạn. Voilà. Merci beaucoup Olivier. Merci pour cette présentation très riche. Alors ouais. Nous allons ouvrir la discussion. So thanks Olivier. We are going to open the floor to the Q&A. OK. Il semble y avoir eu une première discussion qui a été ouverte sur le chat de la part de Solange. Permettez-moi, Solange. Sur la question de la traduction en vietnamien de hypothèse. Ouais. Alors, Solange, permettez-moi, je reprends juste ce qui a été. Alors, tu as traduit za tuet, ba za tiet, d'accord? Et donc, elle semblait dire, Solange, je vous laisse compléter si vous voulez bien allumer votre micro. Peut-être que vous pourriez intervenir oralement sur cette partie. Bonjour Solange, je vous laisse intervenir. Je vois qu'en général, dans la traduction vietnamienne française ou bien le concept en vietnamien, les gens utilisent souvent « yatir » au lieu de « yatir ». Pour la traduction du français en vietnamien, là, je me pose la question ici, ce serait « yatir » ou bien « yatir » Alors, en règle générale, la question de traduction, c'est systématiquement difficile, quelle que soit la langue. En vietnamien, je trouve que c'est encore plus difficile. Mais je laisse le grand spécialiste répondre. Donc, je ne sais pas, Zachary, vous êtes sûr. Thì nguyên tắc chung tức là dịch thì lúc nào cũng khó, cho dù bất cứ ngôn ngữ nào dịch ra thì cũng khó. Và đặc biệt có nghĩa là dịch sang có vẻ như dịch sang tiếng Việt thì là càng khó hơn. Mais non, toi, c'est toi qui parle. Moi, je ne sais pas quoi dire. Je ferai attention, je vais voir, on va voir. Je pense qu'il y a une distinction, c'est ce que j'ai cru comprendre, entre hypothèse et postulat en français, ouais. Et peut-être qu'en vietnamien, c'est plutôt hypothèse et c'est un postulat. Tu parles d'un postulat, si bien que sans doute il y a cette distinction qu'on a en français. J'essaie d'éclaircir la question. C'est très intéressant parce que c'est pas du tout l'idée du postulat. C'est bien l'hypothèse. Zatiet, moi je pensais que c'était une hypothèse. Mais si c'est Zatiet, il faudra faire attention parce que ça a vraiment deux sens très différents pour nous. Quasiment opposés en fait. Peut-être explique Olivier ce que tu entends toi par postulat pour clarifier la distinction en français. Le postulat, c'est un élément qu'on considère comme étant vrai. C'est-à-dire qu'on postule que. C'est-à-dire que je pars du principe que ça, je vais m'appuyer sur ce postulat parce que je considère qu'il est pertinent et opératoire dans le cas de cette recherche-là. L'hypothèse, c'est le contraire. C'est bien sûr
que je fais l'hypothèse que monsieur, Hood va aller chez monsieur, Ling. Donc là, c'est une hypothèse. Le postulat est comme ça. Enfin, c'est deux dimensions très différentes. Et même, dịch cái chữ hypothèse bằng giả thuyết thì và dịch chữ postula bằng giả thiết thì hai cái đó phải chú ý và đừng có lẫn lộn, tại vì hai cái khái niệm giữa cái postula với cái hypothèse hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như khi mà chúng ta nói postula giả gì là giả thiết, tức là giả định, tức là cái đó là đúng rồi, cái postula là cái đó đúng và từ đó chúng ta đi phát triển thêm. Còn cái giả thuyết thì là ngược lại, chúng ta giả định là cái chuyện đó là đúng mà chúng ta ví dụ giả định là nhà ông A đến nhà ông B tập luận tiếp theo, nó là ngược lại với cái là cái postulat là đã được xác định đúng. Ça veut pas dire que le résultat de l'enquête ne va pas remettre en cause le postulat, hein? On pensait que c'était vrai, mais c'est l'enquête en fin de compte qui nous montre que ce postulat n'est pas réellement fondé. L'hypothèse, c'est quand même, c'est poser une question. C'est quand même très différent. Điều đó không có nghĩa là cái postula, cái giả thuyết là lúc nào cũng đúng. Tức là có những trường hợp là khi mà chúng ta đi thực địa về khảo sát cái kết quả thực địa nó cho thấy là cái postula, cái giả thuyết mà chúng ta tin là đúng ban đầu nó không còn đúng nữa. Còn cái giả thuyết nó là câu hỏi. Alors, si tu me permets, Olivier, il y a une question qui a été posée par. Có phải là Hùng không? Hùng hay là Phú? Mình không biết. Yeah, em Hùng, cô nào ơi, my name is Phú Khải Hùng. Đúng rồi. Ok, thì Olivier, il a une question sur tes données. Ouais. C'est-à-dire que quelle est la raison pour laquelle les données brutes que tu as ne sont-elles pas objectives? Et par ailleurs, il manque. Alors, il y a des questions qui sont posées en vietnamien où moi j'interviewe en français. Y a-t-il la possibilité de traduire en même temps parce que je jongle en français et en vietnamien, c'est compliqué. Donc la question qui a été posée à l'instant, c'est pourquoi les données brutes ne sont-elles pas objectives? Peux-tu expliquer? Raw data. Est-ce que vous avez entendu? Câu hỏi nhé. Có cần đọc lại câu hỏi không? Je dis pas qu'elles sont pas objectives. Elles ne sont pas objectives en dehors du cadre de ma recherche. C'est-à-dire que souvent on croit que les données quelque part existent comme ça à l'état. C'est comme ça. Bien sûr qu'on décrit des situations qui existent sur le terrain, mais par contre la façon dont moi je vais le voir. Cette situation sur le terrain fait que je vais collecter des données, que je vais codifier, que je vais classer, je vais séparer celles que je veux collecter et pas. Ce qui fait qu'au départ, au total, mes données, elles sont artificielles. Je les ai coupées de l'ensemble. Et j'ai hiérarchisé l'importance. Je donne plus d'importance à ces données-là qu'à ces données-là. Parce que ça, c'est mon travail. Et c'est ce que je cherche en tant que scientifique. Mais par contre, sur le terrain, rien ne dit que cette donnée est plus importante que l'autre. C'est-à-dire que j'artificialise les réalités de terre. C'est pas très clair, ça. Tôi xin nói rõ cái này là cái dữ liệu thô nó không khách quan ngoài cái khuôn khổ nghiên cứu của chúng ta. Nên nhìn nó cụ thể có nghĩa là khi mà chúng ta nghiên cứu, các nhà nghiên cứu ra xuống thực địa, chúng ta thu thập, chúng ta mô tả, chúng ta ghi nhận những gì người ta mô tả. Nhưng mà chúng ta ghi nhận, chúng ta thu thập những cái đó dựa trên cái định hướng mà chúng ta muốn, dựa trên những cái nội dung mà chúng ta muốn thu thập. Có nghĩa là chúng ta đã bắt đầu có sự phân loại rồi. Và đã bắt đầu thấy cái này là tôi quan tâm đến nội dung này, bởi vì nó đúng theo cái hướng tôi muốn nghiên cứu. Còn cái nội dung kia ông kể là không, tôi không quan tâm, tôi để qua một bên. Hoặc là chúng ta đã bắt đầu có cái sự là phân chia nặng nhẹ, có nghĩa là thấy cái câu cái nội dung này ông kể là
nó đúng hơn với lại cái mình, nó sát hơn cái mình nghiên cứu, tức là mình tập trung nhiều về nó hơn. À, còn cái nội dung kia thì nó hơi là lạc ra, nó không hơi xa với lại cái chính nghiên cứu chúng ta xem nhẹ đi. Thế nhưng mà trong thực tế thì những gì ông kể đó nó đâu có phân biệt nặng nhẹ, nó đâu có cái nào hơn cái nào đâu, mà do là chúng ta đã có cái khuôn khổ nghiên cứu, chúng ta đã có mục đích nghiên cứu, nên chúng ta mới phân tích, chúng ta mới cô lập nó, chúng ta mới chia cắt nó ra. Điều đó có nghĩa là chúng ta đang nhân tạo hóa cái mà chúng ta đã thu thập được, và chúng ta làm tạo ra một thực tế nhân tạo từ một thực tế mà chúng ta quan sát. Ok, thì bây giờ theo có thêm hai câu hỏi, một câu hỏi rất là đơn giản. Il y a une question mineure qui a été posée sur la traduction également. Doit-on parler de bản câu hỏi BAN hoặc là bản câu hỏi BANG? Đấy là một cái vấn đề dịch sang thư pháp hoặc là sang thư Việt Nam. Còn cái để cho Đức dịch nhé. Mais c'est lui qui va répondre. Je pense qu'il y a une question de traduction. Bản câu hỏi có bản hay là bản? Bản có g. Ok, thì bây giờ cho xin phép để cho Quyền. Quyền có một câu hỏi. Quyền ơi, có thể bật micro rồi đặt câu hỏi cho Olivier được không? Il a posé une question sur les propriétés, droits de propriété des photos, quand tu prends les photos. Je laisse Quyền. Vâng. À, xin chào giáo sư Oliver. À, tôi có một câu hỏi là cho giáo sư, là đây cũng là chủ đề quan tâm của tôi. Thì xin giáo sư cho biết cái quan điểm của mình khi mà cái bản quyền trong cái công bố cái hình ảnh hoặc là tài liệu mà mình sưu tập tại thực địa. Ví dụ như là khi mà tôi tiến hành sưu tập thực địa ở địa phương, chẳng hạn như là khi tôi chụp một cuốn gia phả hay một cuốn một tài liệu về văn bản của một gia đình, thì tôi có toàn quyền sử dụng cái hình ảnh và nội dung của cái tài liệu đấy hay không? Ví dụ như là gia phả là một cái tài liệu có tính chất cá nhân của dòng họ. Thế thì chúng tôi có cần phải bắt buộc xin phép quyền sử dụng và công bố cái nội dung của tài liệu đó hay không? Thì hiện nay trong cái quá trình đi thực địa và chúng tôi điều tra tài liệu tại địa phương, nhất là tài liệu Hà Nôm, thì chúng tôi đang có gặp phải một vấn đề là về quyền sử dụng và cái khả năng để sử dụng cái nội dung của tư liệu đó. Xin hết, xin cảm ơn. Merci, c'est très intéressant. Une fois de plus, il y a les données que nous-mêmes nous produisons, donc celles-là, on est propriétaire puisque c'est nous qui les produisons. Ensuite, après, effectivement, après, il y a toutes les autres sources. L'usage, normalement, des photos, etc., il faudrait qu'à chaque fois, je demande l'autorisation. Je ne le fais pas. Non, mais la réalité, elle est là. Il faudrait qu'on puisse effectivement protéger l'ensemble, en fait, des sources et de leur représentation, en fin de compte, au moins en leur demandant l'autorisation d'être affichée dans une présentation comme aujourd'hui. C'est vrai que ça, je ne le fais pas. Mais par contre, maintenant, dès qu'on fait un entretien, dès qu'on enregistre un entretien, on demande l'autorisation à la personne de l'enregistrer et de pouvoir utiliser ensuite cet enregistrement pour l'analyse des données. Donc ça, on le fait. À, câu hỏi của bạn rất là hay. À, nguyên tắc thế này, tức là ai sản xuất ra dữ liệu thì người đó sở hữu dữ liệu. À, về cái việc chúng ta chụp hình đó, thì chụp hình nghĩa là khi chụp hình các cái tài liệu đó, cái nguyên tắc là chúng ta phải xin phép, và chúng ta phải xin phép cái việc sử dụng những cái tài liệu đó trong nghiên cứu của chúng ta. Nhưng mà bản thân tôi có nhiều khi tôi cũng chưa xin phép. Ví dụ như là tôi chụp hình những người dân ở dưới đó và tôi đưa lên trong cái bài trình chiếu này, tôi chụp hình những tài liệu tôi đưa lên bài trình chiếu thì tôi quên xin phép. C'est pas pour un livre. Pour un livre, je ne ferai pas. Pour une publication scientifique, non, attention, c'est aujourd'hui. Nó là khi mà đưa lên bài trình chiếu thì tôi chưa xin phép, nhưng mà khi mà tôi công bố ra, ví dụ như là đưa cái hình đó trong một cuốn sách, thì tôi phải xin phép họ chuyên quyền sử dụng và được họ đồng ý thì mới đưa vào cuốn sách hoặc là đưa vào bài báo được đó. Rồi còn cái việc ghi âm, khi chúng ta xuống thực địa cũng ghi âm, thì là trước khi ghi âm chúng ta phải xin phép và được sự đồng ý của họ chúng ta ghi âm, và chúng ta nói rõ với họ là ghi âm là mục đích là để về phục vụ cho việc phân tích và cái nội dung, như là nội dung của phân tích nội dung đó. Thì khi họ đồng ý thì chúng ta làm. Mais ça rejoint une autre chose,
c'est la protection en fait des sources et comment en fait on peut restituer le discours donné par les acteurs qu'on a interviewés. C'est-à-dire que la pratique maintenant est de changer les noms des personnes. C'est-à-dire que Monsieur Duc, je l'appelle Monsieur Swan, c'est-à-dire que j'encode en fait le nom pour qu'on ne puisse pas savoir que c'est Duc qui me l'a dit, mais moi je sais parce que Swan, c'est Duc. C'est un peu compliqué, mais on nous demande de plus en plus de protéger. Alors, les Américains ont été pour moi beaucoup trop loin, c'est-à-dire qu'ils changent même le nom du village ou de la commune où ils ont fait une enquête. Alors là, moi, je peux faire de l'anthropologie dans mon salon. Hein. Si je peux changer, j'invente un nom de village et des interviews que j'ai pas eues, tout est protégé, en fin de compte. Mais dans ce cas-là, donc, pour moi, c'est la limite de la de la confiance qu'on peut avoir dans le travail d'enquête de terrain. Một vấn đề nữa có đặt ra đó là việc bảo vệ, để bảo vệ những người mà chúng ta phỏng vấn, là những người mà chúng ta trao đổi thông tin, và chúng ta sử dụng cái thông tin từ họ để đưa vào tài liệu, đưa vào phân tích, nghiên cứu và công bố. Thì cái cách để người ta bảo vệ cái nguồn thông tin, tức là bảo vệ người cung cấp thông tin đó, người ta hay làm tức là chúng ta đổi tên đi với người đó khi mà chúng ta đưa vào cái báo cáo công bố. Ví dụ như là phỏng vấn cái ông tên A đó, ha. Đó, nhưng mà khi mà ghi lại cái nội dung mà của ông nói trong cái báo cáo, trong cái công bố đó, thì là ghi là ông B nói cái này để bảo vệ cái người đó. Người Mỹ người ta còn đi xa hơn nữa, tức là người ta đổi luôn cả không chỉ tên của cái người cung cấp thông tin, mà người ta đổi luôn cả tên của cái làng, cái nơi mà người ta khảo sát thực địa nữa, cái địa điểm đó. Mà nếu mà đi xa như vậy thì thôi, tôi ở nhà, tôi ngồi trong phòng, tôi làm thực địa còn ngon ha. Đi kêu bóng bóng thực địa. Đó. Tức là đổi quá khác lên cái địa điểm đó rồi thì còn gì nữa. Đó. Cho nên là cái đó là nó hơi quá đà. Merci Olivier, cảm ơn Đức nhé. Thế bây giờ có một câu hỏi cuối của Emmanuel. Il y a une question, si vous permettez. Je laisse la parole à Emmanuel. Emmanuel có câu hỏi, đi đâu mất rồi. Je te laisse la parole, Emmanuel. Oui, excusez-moi. Non, c'était pour rebondir. Effectivement, il y a une vraie demande de protection de la donnée, de respect de l'anonymat, et en même temps, et c'est une tension, je trouve, qu'on retrouve de plus en plus dans nos programmes de recherche, il y a une vraie demande d'open data. Il faut que nos données soient en accès libre, d'une part parce qu'on est payé par la parce que c'est une façon aussi de vérifier, de revérifier nos résultats. Et ça, c'est une façon qui, dans les programmes de recherche appliqués, financés par des bailleurs extérieurs, n'est pas toujours facile à respecter. Donc, je voulais savoir ton avis là-dessus et puis ouvrir un peu la discussion à ce sujet. Mình có thể nhờ Đức dịch sang tiếng Việt không? Tức là ngoài cái chuyện mà bảo vệ cái người có thông tin mà là làm cho cái thông tin đó nó vô danh đi á, thì còn có vấn đề nữa là phải xây dựng cái dữ liệu mở, tức là ta thu thập dữ liệu về rồi mở dữ liệu ra để một có thể là các người có thể là người ta khi gặp được người ta tham khảo được để kiểm tra hoặc tái kiểm tra một cái vấn đề này. Veux-tu intervenir, Olivier, ou... C'est plutôt une discussion ouverte, non? Ouais. C'est-à-dire que, effectivement, l'idée de open data est un petit peu s'oppose, un petit, en tout cas, est un petit peu à l'inverse de justement l'anonymat total. Donc, je ne sais pas comment on peut articuler les deux, en fin de compte. Moi, je ne sais pas si. Thì đây là câu hỏi mà mang tính chất thảo luận chung thôi. Về cá nhân tôi thấy là cái khái niệm về dữ liệu mở thì nó hơi ngược với lại cái việc mà mình ẩn danh, mình vô danh hóa những gì mình thu thập. Đó là mình sẽ tư duy. Ta không biết. Không biết. Thế cảm ơn Olivier và Đức nhé. Je pense que il n'y a plus aucune autre question. Mais si je devais résumer cette session, la première chose que j'ai pu identifier, c'est une question d'épistémologie, de champ sémantique,
de traduction en clair des termes que nous utilisons. C'est bien ça. Et ce qui peut poser problème. Et la deuxième question, la deuxième chose que je retiens, c'est que, évidemment, il y a une méthodologie de conduite des enquêtes en sciences sociales qui se pose de manière claire. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu des discussions, hein, vous n'avez pas pu le voir, mais dans le chat. Et la troisième question a porté sur la question des droits de propriété, de l'open access, etc. Si je pouvais résumer les trois points importants que j'ai cru comprendre de cette présentation sur les méthodes et techniques d'enquête de terrain en sciences sociales. Est-ce que vous souhaitez que je vous envoie la version PDF de ma présentation? Justement, c'était une question qui a été posée. Laisse Emmanuelle intervenir là-dessus. Oui, en fait, on est parti du principe. Emmanuelle, il y a une mauvaise connexion. Répète ce que vous tu as dit à l'instant. Oui, vas-y. Oui, c'est simplement pour dire que comme tout est enregistré en ce moment pour la chaîne YouTube de l'IRASEC, ça permettra de ne pas dissocier les PowerPoints des auteurs et on le préfère. Là, on revient justement à notre débat de l'open data. On ne veut pas que les PowerPoints circulent sans les auteurs hein, parce que ça peut poser des problèmes de plagiat et de réutilisation ensuite qu'on ne maîtrisera pas. Donc, tout est enregistré, tout sera mis sur le YouTube de l'IRASEC, donc tout sera consultable ensuite. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ces précisions. Merci beaucoup à Olivier Tessier. Merci à deux pour la traduction orale et écrite des PPT. Merci effectivement, exactement au présentateur, donc à l'intervenant, ainsi que, je lis en même temps le chat, hein, ainsi qu'au traducteur, Olivier, de l'École française d'Extrême-Orient. Alors, nous